Chào các bạn, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một ca vừa làm xong. Cô khách hàng này là đã nâng mũi được 8 năm rồi, thì cổ là đạt cái sụn nhân tạo thôi. Thì 8 năm trước là cổ đạt sụn nhân tạo và hiện tại cô tới với Can Nam là mũi cổ lộ sống rất là rõ, đầu mũi thì bị méo và hai cái lỗ mũi thì không đều, sẹo cánh mũi thì rất là rõ. Rồi, đây là cái hình mà trước khi làm các bạn thấy không? Đó, nhìn thấy rất là rõ không? Lỗ sống rất là nhiều. Mũi bị lệch luôn. Đầu mũi thì bị lệch, một chỗ lồi, chỗ lõm. Đó. Đây là cái hình thẳng thôi, còn cái hình dưới mũi lên các bạn thấy không? Cô này đã sửa một chỗ khác và không vừa ý và sửa đi sửa lại tới 3 lần rồi. Chính vì 3 lần đó nên cái sẹo ở chỗ một bên và bên phải, cái bên mà người ta rạch để ta đặt cái sóng nhân tạo á, thì rạch quá nhiều lần nên nó đã co rút rồi, nên cái bên này lỗ rất là nhỏ, bên này rất là bự, thấy chưa? Còn cánh mũi thì người ta cắt sẹo rất là nhiều. Rồi sau đây chúng ta sẽ xem hình ảnh thực tế của khách hàng của chúng ta luôn nha. Chúng ta sẽ được trò chuyện với khách hàng của mình. Thời gian này thì mũi khách hàng vẫn còn hơi sưng nha các bạn nha. Cho nên mình cũng không có gì bất ngờ lắm. Tại mũi khách hàng sưng là chuyện bình thường thôi, tại vì mới làm xong mà nha. Thì cô này có tham gia chỉnh xương, nó cộng thêm là thứ nhất là mũi là mũi mổ cũ, mũi mổ lại từ 3-4 lần này là lần thứ 4 rồi. Thì đương nhiên là khi làm lại thì nó rất là vất vả, và đồng thời mà chỉnh là cái đầu mũi, tại vì khi người ta đã sửa đi sửa lại nhiều lần thì cái đầu mũi gần như bị tổn thương rất là nhiều ở chỗ đầu mũi. Đó, thì sau khi làm xong cái dáng mũi đẹp và nó có đỉnh cao nhất phải là cái đầu mũi. Sau đó nó mới thấp, nó lại từ từ thì mới là một cái dáng mũi đẹp. Thì em thấy là kết quả của khách hàng này sau khi làm xong bất ngờ luôn. Tại vì em không nghĩ là trải qua 3 lần phẫu thuật như vậy rồi mà cái form mũi như vậy là nhìn rất là mềm và tự nhiên. Nhìn rất là mềm và tự nhiên luôn nha. Chị này là mình tham gia dịch vụ mũi S-Line 4D cấu trúc kết hợp với chỉnh xương nha các bạn nha. Thì các bạn có thấy được là sự thay đổi của khách hàng trước và sau khi làm đã đẹp hơn nhiều so với lúc trước không ạ? Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi.